Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án Đồng Tâm bất cập trong quyền sở hữu đất đai và tư pháp Việt Nam. Hơn 3 tháng sau khi một số bị cáo trong phiên tòa xét xử người dân xã Đồng Tâm đã được giảm án và trả lại tự do, những người này cho biết đến nay vẫn bị ám ảnh, hoảng loạn, mất ngủ bởi những gì họ trải qua trong lúc bị tạm giam. Bà Lê Thị Oanh, một người dân Đồng Tâm, đã chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do vào hôm 20 tháng 12 như sau. Sau phiên sơ thẩm thì 14 người được về. Khi họ về, họ bảo họ không dám nói. Người dân ra đón ở đầu làng đêm hôm sau phiên sơ thẩm thì ai cũng nói là không bị đánh, không bị làm sao cả. Đây là hình ảnh 14 người dân Đồng Tâm được án treo trở về nhà sau phiên tòa đã đến thắp hương, đốt lửa và khóc thương bên mộ cụ Lê Đình Kình vào đêm ngày 14 tháng 9. Nhưng Bảo Anh nói chỉ một thời gian sau khi được thả thì những người này mới dám nói lên sự thật rằng họ bị ép ký và cam kết không được nói về những gì đã xảy ra trong lúc bị giam. Bảo Anh thuật lại một trường hợp mà bà chứng kiến, tuy nhiên vì lý do an ninh nên không thể cho biết danh tính được như sau. Buổi đầu tiên cô gặp anh ấy cứ ngồi mà chân tay cứ rung, có nghĩa là bị sợ. Cô mới hỏi vì sao anh ngồi nói chuyện mà cứ bị rung như thế, anh chia sẻ là anh sợ, anh không ngủ được. Trong giấc ngủ cũng bị mơ màng về những sự việc đã xảy ra. Nói chung, ảnh hưởng tinh thần của mọi người rất lớn. Khi nhìn mọi người như vậy thì mình cảm thấy rất xót xa. Vụ án Đồng Tâm khởi đầu khi lực lượng chức năng với hàng ngàn cảnh sát vũ trang và vũ khí tấn công vào cư dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Ba công an Việt Nam đã chết trong đợt đột kích này và phía người dân, cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị bắn chết một cách bất minh và sau đó cụ bị mổ bụng, phanh thây và khâu lại. Sau đó, 29 người dân ở đây đã bị bắt đi, trong số này là thân nhân gia đình cụ Kình. Và tại phiên tòa sơ thẩm bắt đầu vào tháng 9, ngày 9 tháng 9, kéo dài 7 ngày, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với hai người con của cụ Kình là ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức, tuyên án tù chung thân với người cháu của cụ là ông Lê Đình Danh. Ông Philip Robertson, giám đốc của Đại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, trong trả lời Đài Á Châu Tự Do mới nhất có nhận định rằng vụ Đồng Tâm có thể hiện hai lĩnh vực đặc biệt đen tối trong chính sách của chính quyền Việt Nam, đó là việc quản lý đất đai và một nền tư pháp thiếu mọi cơ sở công bằng. Ông nói, điều mà vụ Đồng Tâm cho thấy là chính quyền sẽ không chấp nhận bất cứ thách thức nào đối với thẩm quyền của họ. Vụ này liên quan đến quyền đất đai là một điều đặc biệt nhạy cảm. Một điều nữa được thể hiện qua vụ án Đồng Tâm là sự kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tòa án. Đây là hình ảnh một trong những băng rôn bày tỏ sự tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng tinh thần của cụ Lê Đình Kình. Xung đột giữa người dân xã Đồng Tâm và chính quyền đã kéo dài trong nhiều năm, qua vụ tranh chấp liên quan đến các đất canh tác nông nghiệp tại cánh đồng xanh ở xã Đồng Tâm. Chính quyền Hà Nội cho đó là khu đất quốc phòng thuộc doanh nghiệp Viettel của quân đội Việt Nam. Ông Robertson nói sự phản kháng mạnh mẽ của người dân Đồng Tâm buộc Hà Nội phải ra tay. Và chúng tôi không ngạc nhiên rằng cuối cùng chính quyền đã ra tay đàn áp họ. Đây gần như là một tình huống mà chính phủ không thể cho phép công khai thách thức tiếp diễu, bởi vì nếu không chính phủ sẽ mất uy tín và khả năng kiểm soát dân chúng. Đó là mối lo sợ thường xuyên của chính phủ Việt Nam. Còn luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong những luật sư được gia đình bị cáo mời bảo chữa trong vụ án, cũng ghi nhận vấn đề tranh chấp đất đai ở Việt Nam sẽ còn tiếp diễn lâu dài nếu không có một thay đổi về pháp luật và quyền sở hữu đất đai. Ông nói như sau. Đồng Tâm nó liên quan đến vấn đề sử dụng đất đai trong quan hệ giữa chính quyền và người dân. Ở đây, chính quyền biết rất rõ là trong quan hệ sử dụng đất đai, nó là một trong điểm hết sức quan trọng. Nó tác động rất nhiều mặt khác. Điều 4, luật đất đai năm 2013 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Theo quy định này, thì nhà nước chỉ trao quyền sử dụng đất cho người dân. Luật sư Mạnh nói trong các trường hợp nhà nước thu hồi đất là các dự án dù là quốc phòng hay công cộng, quyền lợi của người dân đều bị xem nhẹ. Nó gây ra những bức xúc rất lớn trong xã hội và nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy những trường hợp dân oan từ tỉnh kéo về Hà Nội khiếu kiện và tôi có thể nói là trong 10 trường hợp thì 9 trường hợp liên quan về vấn đề đất đai cả. Tôi nghĩ chính quyền đã biết điều này nhưng để có một thay đổi tốt hơn tôi nghĩ chắc phải chờ một thời gian nữa. Tuy nhiên cần phân biệt rõ giữa vụ án Đồng Tâm và quyền sở hữu của mảnh đất tranh chấp. Trong báo cáo Đồng Tâm thực hiện bởi nhà báo Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động Vi Nguyễn,
hai tác giả này đã nhấn mạnh như sau. Vấn đề tranh chấp đất đai ở khu vực cánh Đồng Xanh thuộc xã Đồng Tâm và vụ tấn công của công an vào khu vực dân cư thôn Hoành cũng xã Đồng Tâm là hai vụ việc có bản chất pháp lý khác nhau, dù có liên quan đến nhau nhưng phải được xem xét một cách độc lập về mặt pháp lý. Đây là hình ảnh báo cáo về Đồng Tâm được thực hiện bởi nhà báo Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động Vi Nguyễn. Trong bản báo cáo, họ nói tiếp, ngay cả khi cưỡng chế đất thì vụ việc cũng phải theo đúng trình tự thủ tục pháp luật. Liệu cưỡng chế đất vào nửa đêm về sáng có phải là một trường hợp hợp lý hay không? Và phương án cưỡng chế đất lần này có một loạt hoạt động quản lý hành chính của nhà nước hay gần với một cuộc tập kích tiêu diệt kẻ thù hay hơn? Vào ngày 9 tháng 1 sắp tới, đánh dấu một năm sự kiện Đồng Tâm, 5 người trong vụ án đã làm đơn kháng cáo là ông Lê Đình Công, ông Lê Đình Chức và hai người bị tuyên án tử hình là ông Lê Đình Doanh, tù trung thân và ông Bùi Viết Hiểu, 16 năm tù và ông Nguyễn Quốc Tiến, 13 năm tù. Lịch xét xử phúc thẩm chưa được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ấn định, nhưng theo luật sư thì có lẽ nó được đặt vào thời điểm để tránh ảnh hưởng đến Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều luật sư và các nhà quan sát trong và ngoài nước đánh giá phiên tòa sơ thẩm đã có nhiều sai sót về mặt tố tụng. Hàng chục tổ chức nhân quyền quốc tế, dân biểu và các nước cũng đã lên tiếng và yêu cầu về phiên tòa các án bỏ túi này. Các chuyên gia cũng tỏ vẻ cho thấy rằng phiên tòa cũng không khách quan lắm với phiên tòa phúc thẩm sắp đến nói riêng cũng như về ngành tư pháp của Việt Nam nói chung. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói tiếp, trong dịp Tết sắp tới, thường chúng ta có tâm lý chờ đợi sẽ có những điều tốt đẹp hơn, diễn biến tốt hơn cho đất nước và nhất là trong hoạt động tư pháp. Hy vọng thì cứ hy vọng thôi, mà cơ sở để có một thay đổi, một đột phá cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy nó lộ diện hoàn toàn. Cũng theo ông Philip Robertson của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, thì các phiên tòa phúc thẩm thường không thay đổi bản án sơ thẩm. Đặc biệt trong các vụ án chính trị, trừ khi bị can hợp tác hoặc đặc biệt hữu ích đối với cán bộ. Đây là hình ảnh điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái, người mà ông Lê Đình Công bên phải tố cáo trước tòa đã dùng rùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Ông Lê Đình Công, người bị tuyên án tử hình ngày 15 tháng 12, nhắn với luật sư bảo chữa cho ông rằng có chết cũng sẽ không nhận tội và ông sẽ không để cho cán bộ điều tra thỏa hiệp bất cứ chuyện gì. Ông Robertson khẳng định cả nền tư pháp của Việt Nam là một vết đen cho một chính quyền đang muốn hòa nhập vào thế giới văn minh. Toàn bộ hệ thống pháp luật của Việt Nam không cho phép luật sư gặp thân chủ cho đến khi cuộc điều tra của công an kết thúc là một tình huống có vấn đề. Việc xét xử tự do và công bằng ở Việt Nam có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt với những loại vụ án chính trị. Đây là một vết đen tối với nền hệ thống tư pháp và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, khi mà Việt Nam nổi tiếng như là một nước bị hoàn toàn kiểm soát bởi đảng cầm quyền. Ngay trong nước, bà Lê Thị Oanh, người dân Đồng Tâm cũng chia sẻ người dân không còn tin tưởng vào chính quyền. Trước ngày 9 tháng 1, bản thân cụ Kình cũng như người dân Đồng Tâm hoàn toàn không hề có những bất đồng chính kiến gì chống phá chính quyền, không hề. Thế nhưng, đến khi sự việc xảy ra thì sự tuyệt vọng của người dân coi như là không còn. Phiên tòa, sơ thẩm, họ còn làm như vậy. Họ càng ác bao nhiêu thì lòng dân người ta càng căm phẫn, người ta không thể làm gì được, nhưng người ta không phục. Riêng luật sư Mạnh thì cho rằng đã có tới 4 người thiệt mạng trong vụ Đồng Tâm thì là quá đủ rồi. Đây là hình ảnh ông Lê Đình Chức và Lê Đình Công, hai người con trai của cụ Lê Đình Kình đều bị tuyên án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm. Có lẽ chúng ta không cần thêm những án tử hình để làm chết thêm người nữa. Ông nói cho rằng họ có tội thì hãy tuyên họ một án nhẹ hơn thay vì tử hình. Các chính trị gia châu Âu phản đối phiên tòa Đồng Tâm. Bức thư và chữ ký của hơn 100 chính trị gia và đại diện các tổ chức, trong đó có vài chục nghị viên, dân biểu châu Âu, nhằm lên tiếng nói với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về phiên xét xử 29 người dân Đồng Tâm vào tuần qua được trao đến lãnh sự quán Việt Nam tại Geneva. Với số người ở Geneva đã đăng ký vào bức thư này, chúng tôi có trách nhiệm đối với họ và chúng tôi phải đảm bảo rằng lá thư này sẽ được chuyển đến lãnh sự quán một cách đúng đắn. Việc chỉ gửi thư qua email hoặc bưu điện là không đủ. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bức thư này được trao đúng cách. Đó là cách trình bày của ông Sebastian, dân biểu nghị viện Geneva của Quốc hội Thụy Sĩ và cũng là tân chủ tịch của Consulam, một tổ chức Thụy Sĩ về nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, nói với Đài Á Châu Tự Do vào hôm 30 tháng 10 vừa qua. Trước đó, vào thứ Ba ngày 27 tháng 10, ông và hai người khác là ông Chen, cựu thị trưởng quận Glans, nơi đặt lãnh sự quán Việt Nam, và bà Pasley, quá phụ của một cựu chủ tịch Cosnan,
đã được cử đến tận Sứ quán Việt Nam tại Geneva để trao bức thư này. Chúng tôi đã đến lãnh sự quán vào sáng thứ Ba. Chúng tôi đã nói chuyện với một viên chức của lãnh sự quán. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình đã bị công an đánh gãy chân sau khi xuất viện trở về vào hồi năm 2017, được người dân làng Đồng Tâm vui mừng đón như lãnh tụ tinh thần của mình. Viên chức này đầu tiên nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ gặp những người phụ trách về nhân quyền và chúng tôi sẽ đợi hơn 20 phút. Sau đó cũng chính công chức này quay lại và nói với chúng tôi rằng những người này không có mặt vào lúc này. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu gặp đại sứ hoặc lãnh sự ở Geneva. Chúng tôi được cho biết rằng cả hai người này cũng không có mặt ở lãnh sự quán, nên chúng tôi đã yêu cầu viên chức ký vào biên nhận lá thư của chúng tôi. Anh ta đã làm theo yêu cầu và chúng tôi rời khỏi lãnh sự quán. Lá thư đề ngày 8 tháng 10 năm 2020 gửi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được 114 chính trị gia và đại diện các tổ chức nhân quyền và dân sự đồng ký tên. Trong đó có hơn 30 dân biểu nghị viện Quốc hội châu Âu, Quốc hội Canada, Úc và như bà Maria Anne, nhân biểu nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền nghị viện châu Âu, ông Martin Passe, dân biểu Quốc hội Đức và ông Van Gogh, cựu thành viên Hội đồng Quốc gia Geneva, Thụy Sĩ. Chúng tôi có hơn 100 người, bao gồm cả cựu Chủ tịch Hội đồng bang Geneva. Chúng tôi vô cùng tự hào về những người đã chấp nhận ký vào lá thư này. Ông Sebastian chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại hôm 30 tháng 10 vừa qua như thế. Trong lá thư, các vị ký tên cho rằng trong phiên xử Đồng Tâm, quyền hạn của các bị cáo, bao gồm cả quyền hạn và đặc quyền của luật sư bảo chữa đã không được tôn trọng theo Điều 14 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết vào năm 1982. Ông Sebastian, dân biểu nghị viện Geneva nói, người Thụy Sĩ cho rằng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang trong tình trạng rất nghiêm trọng. Vì vậy, ông và một số dân biểu đã không yên tâm với việc chỉ ký thư mà thôi. Ông Sebastian nhận định, trước đây vài chục năm, người dân châu Âu có cái nhìn rất lãng mạn về đất nước nhỏ bé ở Đông Nam Á vì đã chiến thắng Hoa Kỳ khổng lồ. Nhưng hôm nay, không còn ai mơ hồ về thực tế đó ở Việt Nam. Ông nói tiếp như sau. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là mang lại sự tự do thực sự và dân chủ thực sự cho Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 với bản tin Vụ án Đồng Tâm bất cập trong quyền sở hữu đất đai và tư pháp Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất của Việt. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn từ bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. We'll be right back.